Em chào anh Lê Hoàng, xin chào tất cả các quý khán giả. Hàng hiệu có làm nên giá trị của một con người hay không? Đây là một câu hỏi nghe rất là cũ. Đầu tiên xin hỏi Hoài, Hoài có bao nhiêu cái hàng hiệu? Mình tính hàng hiệu là thường là người ta tính này, đối với phụ nữ á, túi sách này, đồng hồ này, quần áo này, giày dép, cái gì cũng có thể là hàng hiệu được. Của những cái thương hiệu nổi tiếng á, thì Hoài có bao nhiêu món như vậy? Anh nhìn lên đồ em trước mắt có bao nhiêu món. Hôm nay em cố ý em mặc rất là nhiều nhiều tên thương hiệu. Hoài mặc một cái áo của bên trong là của Chanel này. Ở ngoài đây là của LV nè. Cái áo vest của LV, cái dây của gì? Cái dây cổ của gì? Cái cổ là của LV nè. Của LV luôn. Cái giày Hoàng không có dành. Balenciaga. Thế còn cái này của LV luôn. Ông ta LV luôn. Dạ, nhẫn thì Dior luôn. Nhẫn của Dior. Như vậy tổng cộng đồ trên người Hoài đại khái khoảng bao nhiêu tiền? Đúng giờ phút này. Cũng khá nhiều, chắc cũng cỡ 300 triệu. 300 triệu. Như vậy là Hoài mang trên người một cái trang phục hôm nay là 300 triệu. Hoài đã từng mang đắt nhất là bao nhiêu? Đắt nhất là 3 tỷ. Là trên người á? Trên người, hơn 3 tỷ. Hơn 3 tỷ thì ví dụ Hoài có thể kể chi li từng món được. Ví dụ như em đeo một cái đồng hồ Richard Mille là nó đã 3 tỷ rồi. Đúng rồi, cái đó thì... Rồi chưa tính chiếc nhẫn kim cương. Rồi quần áo đồ hiệu, rồi một cái túi sách. Một túi sách Hermes là cũng... mấy chục nghìn đô đã ít nhất. Mấy chục nghìn đô rồi. Hả? Mình rất là giá trị. Vậy thì so với mặt bằng các cái người phụ nữ mà gọi là chơi được hiệu á, thì Hoài thấy mình ở cái đẳng cấp cỡ nào? Ở giữa hay là còn đuối hay là cũng là khá? Thật sự xài đồ hiệu thì mình chỉ là cái đam mê của mình thôi, chứ không phải là mình đi so sánh với ai cả. Nhưng mà em cũng có thấy các chị xài đồ hiệu rất là... Các chị ở Việt Nam mình nha, Việt Nam xài đồ hiệu rất là dữ dằn. Đối với em thì em nghĩ em chắc cũng cỡ chung chung vậy thôi. Một cô gái đã từng, hiện nay là 300 triệu, đã từng xài 3 tỷ mà vẫn xếp mình vào loại chung chung. Có nghĩa là cái thị trường đồ hiệu ở Việt Nam rất là khá, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Hoàng có đọc một cuốn sách và nói rằng là phần lớn các cái đồ hiệu, đặc biệt là những cái, đặc biệt là những túi sách ấy, là chỉ gần như là các cái hãng chỉ trông vào châu Á mà thôi. Có nghĩa là không hiểu tại sao ấy, người châu Á rất là sùng bái hàng hiệu, trong khi châu Âu là cái nơi đẻ ra những cái đó ấy, họ lại không quá sùng bái. Hoài đã từng ở nước ngoài, họ có giải thích không? Em thì em thấy là ở châu Á mình á, thì tại vì cái sinh hoạt, cái văn hóa sinh hoạt của mình á, mình có thể mình ra mình tiếp xúc nhiều, mình đi làm cũng tiếp xúc nhiều, và cái xu hướng của mình là mới nổi trong 10 năm gần đây là về cái hàng hiệu. Nhưng mà còn đối với những người nước ngoài, cái hàng hiệu ở nước họ nó đã có từ lâu đời rồi, và cái gì nó lâu dài thì họ sẽ xem cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Và họ mua đồ thì hiện giờ ở nước ngoài thì thấy họ mua đồ những cái gì cũng gọi là tiện lợi cho họ để họ sử dụng cái đó. Nó như là một cái món đồ bình thường chứ không phải là một món đồ hiệu của họ. Cho nên họ chỉ mua cái những cái gì mà họ đủ cần xài thôi. Nó có một số ít những người đam mê thời trang và họ đi theo những cái dòng collection mới ra. Nhưng mà đó là cái tỷ lệ nó rất ít so với những người châu Âu. Còn người châu Á mình thì Hoài thấy, ngay cả bản thân Hoài cũng vậy, những bộ sưu tập nào mới ra thì mình cũng đều có góp phần trong đó cả. Điều đó có nói lên là cái nhận thức của người châu Á và cái văn hóa của người châu Á trong vấn đề đồ đạc còn thấp. Hoài nghĩ cũng có chứ không phải không. Giống như là bây giờ ví dụ đi, khi mà họ mua đồ thì họ chọn cái mẫu mã nó đẹp thôi. Nhưng mà đối với mình đến bây giờ thì cái thời đó của Hoài nó cũng có. Và bây giờ nó đã qua rồi. Và em chọn thứ nhất là mẫu mã đẹp thì tất nhiên là nó phải vừa mắt mình mới cầm vào nó. Nhưng mà để quyết định mua nó thì mình phải coi về cái chất liệu. Cái chất liệu mình mặc nó có thoải mái không, có phù hợp với cái công việc của mình hằng ngày hay không, và sau đó thì sẽ đến là cái giá cả. Đấy là Hải nói ở cái mức độ là một người tiêu dùng cao cấp và có tiền và có sự lựa chọn. Nhưng mà Hoàng thì gặp với rất nhiều các cô gái ở cái mức rất là thấp, nhưng mà họ là như thế này. Cách đây có mấy tháng thôi thì là Hoàng ngồi nói chuyện một cô gái, tất nhiên là cô trẻ đẹp. Cô xách một cái túi Gucci
Thế mình mới nhìn xong mình, bởi vì mình nói chuyện cô thì mình biết là cô chưa có nghề nghiệp gì, cô còn đang, nói thật ra là còn đang là phụ make-up, có nghĩa là một cái công việc rất là thấp và cũng không có tiền nhiều. Thế mình thấy cô xách cái túi vui xì thì mình mới nói rằng là đồ giả mà làm khá, thì nó giận, đúng không? Anh nghĩ sao vậy? Cái này của em thật đấy. Thế mình mới giật bắn mình, mình hỏi bao nhiêu tiền với em? Nó nói là 70 triệu. Thế mình lại giận lại nó, mình bảo em nghĩ sao vậy em? Em bây giờ nghề ngỗng chưa có, chưa là cái gì cả, mà em vừa nói chuyện với anh gia đình cũng rất là khó khăn, em lên đây cũng ở nhà trọ, em thắm cái túi 70 triệu này để làm gì? Nếu mà 70 triệu này em dùng để em học một cái nghề nào đó hay gì thì nó quá tốt, còn 70 triệu này em cầm á thì nó mang lại cái gì cho em? Thì sau này thì khi mà thân rồi, nó nói là có phải anh em, có phải em mua đâu anh, bạn trai em mua đó. Thì mình cũng lại vẫn tiếp, mình bảo ừ thì thôi anh cũng đoán là bạn trai em mua chứ sức em mua sao nổi, nhưng mà giá như cũng là nếu mà anh ấy mua cho em 70 triệu, em bảo em 70 triệu đưa cho em đi học á, thì anh nghĩ thứ nhất nó tốt cho em hơn, ra là ông ấy nể em hơn rất nhiều. Còn em mà sách em mua bạn ông em mua cho em cái 70 triệu này á, nó không ra gì đâu em ạ. Anh cứ tức mãi Hoàng, cứ tức mãi Hoàng cứ nói cái đấy. Thì không biết là có, Hoàng có khó hay không, nhưng Hoàng có cảm giác là bây giờ hàng hiệu Việt Nam nó có hai loại, là một là những người thành đạt chơi hàng hiệu, và hai là những người chẳng thành đạt tí nào cả đu theo. Ôi cái thứ hai nó mới sợ luôn á. Thế thì anh không có biết rằng là hàng hiệu nó cũng gây nghiện nữa anh. Em cũng đã phải từng cai nghiện đồ hiệu đó. Cho nên những cô gái trẻ thì mình cũng không nói được, còn trẻ thì những cái gì đẹp thì người ta phải thích, phải yêu quý thôi. Anh nhớ là ngày xưa đó, lúc mà em, cái thời mà em mới lớn, em khó khăn á, mỗi lần mà em ở Đài Loan em đi ngang một cái hiệu LV, anh biết không? Cái là đi vào và nhìn vô cái kiến, nhìn vô cái túi LV mà nhìn á, mà mình còn phải mình đụng đầu vào nó luôn. Thế à, cái này mình có thích là quá mình thích quá, mình phải tới nỗi. Và cái hiệu đầu tiên... Hồi đó em bao nhiêu tuổi Hoa? Năm đó em khoảng 19, 20 gì thôi. Thì em cũng rất là mê cái đồ đó, em thấy nó ồ, nó quá đẹp. Đó. Và cái điều đầu tiên khi mà em mua sắm á, là em mua cái túi LV đầu tiên. Và em nghĩ là ai mới xài đồ hiệu chắc cũng xài cái hiệu LV đầu tiên đó. Không hiểu Hoài nghĩ thế nào nhá. Nhưng Hoàng đã từng viết một cái bài trên báo chí á, các cô gái trẻ, các cô thành đạt và là chứng tuổi, theo Hoàng chứng tuổi là khoảng 27, 28 nhưng Hoàng không nói, thì cô ấy sẽ trưng ra cái sự sang trọng. Còn các cô gái trẻ thì đừng có dại gì trưng sự sang trọng, ngay cả bạn có tiền. Bởi vì bạn hãy trưng một cái thứ mà không có cái gì trên đời này có thể làm được, đó là trưng sự trẻ trung. Cái sự trẻ trung của các bạn nó quý giá và nó đẹp gấp 1000 lần cái sự sang trọng. Có biết Hoàng nói thế có đúng không? À, anh đúng ở cái khía cạnh và độ tuổi của anh. Nhưng mà cái độ tuổi của tụi em, nhất là nữ, khi mà nhỏ qua đó thì ai cũng mơ ước là mình sẽ đạt được cái ước mơ mình, là mình có một cái túi xách hiệu. Cái đó là hầu như mỗi một người phụ nữ đều có ước mơ đó cả. Không thay đổi được à? Không thay đổi, và em xua với anh hết 99% người phụ nữ là khi đầu tiên họ nghĩ là họ phải sắm cho mình được một món hàng hiệu. Chỉ trừ những người là họ không hề biết hàng hiệu là gì thôi. Và em nghĩ rằng ai cũng có quyền ước mơ cả. Còn khi ước mơ đã đạt được rồi thì anh biết rồi, có những thứ có. Nhưng đối với em bây giờ có nhiều thứ thì em không thèm nó nữa. Như em nói hồi ngày xưa đó, đi du lịch hồi ngày xưa mà thời mà mình mới xài đồ hiệu mình rất quê, anh biết không? Đi du lịch đó là khệ nệ vác cái túi Hermes, rồi phải lấy cái bao cho nó, rồi qua hải quan phải chồng nó vô, rồi bỏ qua sợ nó trầy, rồi đi phải giữ nó. Tới bây giờ em nói chi cho mệt. Đó, bây giờ em mà đi á, là em chỉ có vác cái ba lô, vác cái ba lô mặc áo thun, mặc quần sọt gì cho nó khỏe chứ không đầm nữa. Thì ai cũng phải qua từng giai đoạn, và khi họ có được những thứ đó rồi thì họ sẽ không còn ham muốn đó nữa. Cho nên bác đừng có la, người ta phải qua đó như vậy. Phải, nghĩa là theo Hoài là phải qua. Em nghĩ là cái mơ ước của họ, họ muốn phải đạt được như vậy, và hầu như em thấy phụ nữ nào cũng thế cả, ngay bản thân em cũng vậy mà. Đúng là cái đồ hiệu thì nó... đôi khi là nó đẹp thật, nhưng mà đôi khi nó cũng lố bịch lắm đấy nhá. Nó lố bịch hẳn hoi đó, chứ không phải là... Đúng, nó tùy theo cái cách của mình sử dụng. Nó trong cuộc sống Hoài, Hoài có đã thấy những cái trường hợp mà nó là hàng hiệu mà gây cái sự lố bịch như thế bao giờ chưa? Em thấy rất là nhiều, rất là nhiều, nhưng mà hầu như là toàn là người châu Á mình cả. Thứ nhất là khi mà họ xài hàng hiệu, mà những người mới xài á, là họ thích những cái gì nó chiếu chiếu, nó nổi nổi, và những cái gì logo nó phải lòi ra ngoài, cái tên thương hiệu nó phải lòi ra ngoài. Nhưng mà nếu mà mình đã xài lâu rồi đó, thì một người đam mê hàng hiệu thì họ chỉ thích về theo cái dáng kiểu nào mà nó tao nhã, nó đúng thanh rồi. Lịch
và nó phù hợp với lại cái môi trường của họ. Giống như em thường khi mà em đi họp lớp với bạn bè em á, thì em sẽ không bao giờ chọn một cái hàng hiệu nào cả. Tại vì bạn bè mình thì có nhiều thành phần và nhiều khi họ là người phụ nữ của gia đình nữa. Nhiều khi mình vô trong đó thì rất là lố bịch. Mình hiểu được cái điều đó. Thì em nghĩ là đồ hiệu thì nhiều gì ai cũng thích nó. Tại vì thật sự những nhà thiết kế nổi tiếng của thế giới đều tập trung vào những cái hàng hiệu đó. Và cái xu hướng nữa người khác có thì mình cũng muốn có, nó cũng có tâm thế đó. Nhưng mà khi mà mình có một cái cuộc sống mà nó đủ đầy rồi đó, mình có quyền được hưởng thụ, mình có quyền làm một cái việc gì đó nó ngu xuẩn một chút cũng được. Ví dụ như là bị dụ mua đồ hiệu chẳng hạn. Nhưng mà nếu như cuộc sống mình chưa đầy đủ thì mình cũng đừng nên ngó tới, tại vì nó cũng là vật ngoài thân. Hoài thấy rằng hiện nay cái gọi là con gái Việt Nam có bị cuồng hoàng hiệu quá không? Hay vậy là vẫn ở cái mức vừa phải chấp nhận được? Em thấy rất là cuồng. Ngày xưa không là tại sao bác biết không? Ngày xưa không là tại vì đâu có internet. Rồi đâu có những cái đồ mà Facebook lướt lên rồi nó cứ hiện lên, mà đâu phải những nhãn hàng không đâu. Còn những người mà họ đi buôn hàng về thì họ sale trên đó nữa. Thì cứ cầm Facebook mà lướt lên nó đẹp quá, nhấn vô là rồi là order luôn. Em còn bị nữa mà. Cho nên là theo Hoài là gọi là sao nhỉ? Cái khát vọng hàng hiệu ở Việt Nam á là hơi mạnh quá phải không? Rất mạnh. Rất mạnh. Ngày xưa cái ông anh Tanh á, cái nhà bác học rất là lớn á, thì là ông đến một cái nơi thì là ông ăn mặc lèm nhèm quá, thì người ta bảo sao bác lại không có cái một cái bộ cho nó tử tế. Thì ông ấy nói rằng là nói thật nhá, bây giờ tôi có mặc cái bộ đồ đẹp thì ta cũng chả biết tôi là ai. Rồi thế là xong một chuyện. Sau mấy năm sau ông trở thành bác học rồi, ông lại đến cái nơi họp cũng lại ăn mặc lèm nhèm. Người ta lại bảo này sao bác lại đông côm thế, chẳng ra cái gì cả. Ông nói này, bây giờ tôi mặc cái gì người ta vẫn biết tôi là ai. Nghĩa là ông ấy nói vậy để tránh cái việc mặc đẹp á, để tránh cái việc mà diêm dúa đó. Nhưng mà có lẽ cái thời đấy thì cũng qua rồi, mình cũng chỉ kể cho nó vui thôi. Bây giờ đây Hoàng đã từng dự những cái event hay là những cái đám sinh nhật mà họ ghi hẳn hoi nhá, vest đen ví dụ thế, hay là vest trắng mà không có cái đấy đừng có tới. Nghĩa là Hoàng có một lần Hoàng như thế này, Hoàng có một ông ca sĩ nổi tiếng mời mình đến một cái sinh nhật. Ông ấy ghi là đồ đen. Mình thì thứ nhất hôm đấy không có, thứ hai là nghĩ cậy là thân. Nó ghi cho bạn bè nào đấy, chứ mình thân với nó chắc nó chả bắt bẻ. Và cái thứ ba là hôm ấy là cũng đi làm ở chỗ nào đó tạt qua, cái là không có muốn về nhà sắm sửa, cái là mặc một cái áo không phải màu đen. Tới bữa thì nhìn thấy mình một cái là nó kêu lên một cái, xong là nó lôi mình vào một phòng, xong nó nói mình à, anh thay ra ngay, em có chuẩn bị một số cái áo đen cho để đây rồi, để cho những bạn nào mà không có là phải thay. Mình mới thấy là nó, mình cũng thấy là ồ, hóa ra nó kỹ lưỡng, chứ nó không có ẩu như là mình tưởng. Nó là mình đành phải lấy cái áo của nó mặc thì không vừa, nhưng thôi ít nhất là nó màu đen để vào. Trang phục á, không phải là, theo em là không phải là cần phải là đồ hiệu thì đi đến cái chỗ đó mình mới tỏ ra là mình sang trọng. Thì trang phục nào mà nó phù hợp với mình, nó thoải mái với mình mà nó lịch sự là được. Nhưng mà em thấy có rất nhiều người khi mà họ xài hàng hiệu, họ chỉ chú tâm tới cái việc mua sắm thôi. Họ không chú tâm về cái bản thân của mình. Ví dụ như da dẻ nè, tóc tai nè, dáng vóc của mình. Nếu mà mình thấy một bộ đồ đẹp mà mình muốn mặc nó đẹp thì trước nhất là ngay bản thân mình phải làm cho nó đẹp trước đã. Và em thấy có rất là nhiều chị em rất là gọi là từ bê bối. Ví dụ như mặc một cái đồ hiệu, mình yêu thời trang mà, mình mặc thì mình phải biết phối làm sao cho nó đúng, nó đẹp. Nhưng mà họ mặc cái kiểu nó giống như là rất là cẩu thả. Còn nếu mà đã gọi làm đẹp thì mình phải chỉnh chu một tí, và phải ăn mặc sao cho không cần đồ hiệu, nhưng mà ăn mặc sao cho chỉnh chu là đã gọi là đẹp rồi. Cái câu nói của ông Vương Sẻ nó gọi là y phục phải xứng với kỳ đức. Có nghĩa rằng là cái trang phục á, nó phải phù hợp với lại cái bên trong. Thì nói như thế có đúng không ạ? Em nghĩ cũng đúng á. Tại vì cái trang phục mình mặc nó cũng nói lên cái tính cách của một con người mình nữa. Có những người như mua một cái áo thun hiệu nha, người ta cũng mua một cái áo thun hiệu, nhưng mà khi người ta mix vô với một cái váy hay đôi giày hay cái túi xách hay gì đó, nó rất là nhìn trang nhã đẹp. Nhưng có những người thì hầu như chắc gần đây thì cũng có coi trên báo vài người mà có những cái nhãn hàng mà họ lắc đầu luôn khi mà mặc đồ của họ.
họ cảm thấy bị xúc phạm khi mà mặc đồ của họ. Và Hoài cũng có nói chuyện với một manager của một nhãn hiệu mà nói là ô, có thấy người đó mặc cái áo đó, nói trời rất rầu chị ạ. Mỗi lần chị ấy mà khoác lên cái đồ của bên em rất rầu chị ạ. Tại vì cái cách của họ phối đồ á, nó làm cho cái bộ đồ người ta bị giảm giá trị đi. Thế là Việt Nam mới có một cái nghề cách đây mấy chục năm mà không ai biết là nghề stylist, đúng không? Là cái nghề phối đồ cho người khác á. Trước đây thì người ta không hề, không biết có cái danh từ đó, không biết cái nghề đấy. Bây giờ mới có. Nhưng bây giờ trở lại vấn đề hàng hiệu. Cũng cách đây 10 năm Hoàng có một cô diễn viên rất là thân. Trời ơi, cô ấy nghèo lắm Hoài ơi. Tức là nghĩa là mời nó ăn một cái gì đó nó vui, nó mừng lắm. Và cái câu của nó hay nói trong miệng là sợ gọi là sợ thiếu tiền. Đi đâu thì nó sợ thiếu tiền. Thế mà khi nó thành đạt rồi, có lần Hoàng đi ăn cơm với nó, xong Hoàng hỏi là này, báo mạng nó đăng là con mới mua cái túi mấy chục nghìn đô phải không? Sao mà lấy mấy cái chục nghìn đô bác? 90 nghìn. Thế mày bảo, trời con điên à, con 2 tỷ đồng cái túi. Trời ơi, tại sao con điên thế? Bác nhớ ngày xưa con như thế nào mà giờ con chơi cái túi 2 tỷ đồng. Bác ơi, phải có bác ơi. Biết nói làm sao là, mà mua được hả dạ lắm bác. Mà mua nó hả dạ. Xong là mình có xem một cái ảnh chụp mà mấy cô trong 7-8 cô đứng á, thì trong 7-8 cô đó phải 4-5 cô mình biết xách cái túi Hermes mà ra cá sấu trắng á. Mà cái túi đó khủng khiếp. Có một cô xách cho cái túi trong đó thì mình biết là cái túi thật, là 125.000 đô. Vì cái túi đó mà bán giá chính thức là 90.000, nhưng mà vì nếu mà mình mua gọi là mua vội á thì phải trả 125.000 thì nó sẽ không bán. Ai chịu không? Chơi như Việt Nam mình thì, đó, thì phải, nếu không thì phải xếp hàng. Đúng 90.000 đô phải xếp hàng. Như anh trả một giá nào đó thì nó sẽ bán ngay. Thì mình biết trong đấy có một cái túi là 125.000. Nó còn những cái khác thì mình không hiểu là giả hay thật nữa. Nhưng mà xách cái túi mà mấy tỷ đồng trên người mà nó thật là thế này này. Trong những cái cô mình đứng đó đấy, nó thật chỉ biết chắc có 1-2 cô giàu thật thôi. Còn mấy cô kia là mình không nói là họ nghèo, nhưng mà tài sản mình rất nghi vấn. Mình dùng từ là rất là nghi vấn, bởi vì không thấy làm nghề gì cả, không thấy, chỉ thấy xuất hiện ở những cái event chứ không thấy rõ ràng một cái nghề gì cả. Bởi Hoàng biết rằng là bất cứ một cái thu nhập nào nó phải gắn với cái nghề thì mình mới tin được, chứ chỉ là một người đẹp thôi thì làm sao mà như thế được. Thì không hiểu tại sao họ có thể trưng ra những cái hàng hiệu nó như là một cái chất gây nghiện và nó lây lan rất và là đồng thời là nó có sự ghen tị, đúng không ạ? Nó thấy người ta có thì nó luôn luôn đòi hỏi là mình phải có cái đó. Và những người có rồi thì họ đòi hỏi mình phải có sớm nhất, là mình phải có, mình là người đầu tiên có nó. Hàng hiệu bị nghiện, bác biết không, em phải cai nghiện mất biết bao nhiêu, mất cả năm trời đó để mua ít lại chứ không? Cai mà bây giờ vẫn còn nó gọi không, là không, tại vì hôm nay là chương trình nói về đồ hàng hiệu. Hôm nay là nhìn cai nghiện mà vẫn nhìn có vẻ như là sắp phải tái nghiện rồi hay sao? Ở bên châu Âu là có những người sang đến cái mức độ này, họ mua đồ hiệu về họ cắt cái mạc đi. Bởi họ sợ người ta thấy là quê lắm. Còn bên mình ngược lại, mua mà nó không có cái mạc muốn thì cái, không muốn cái hiệu xô ra ngoài. Thì phải xô ra ngoài. Có đúng không? Đó là châu Á mình và Việt Nam mình mới là dân chơi hàng hiệu ở cái mức khởi đầu. Dạ. Khi mà chân khởi đầu thì họ luôn luôn muốn cho người ta biết. Có đúng không ạ? Như thường những cái dòng đồ hiệu mà nó cao cấp lên nữa, như là Hermès hay là nhiều dòng cao cấp hơn nữa, thì nó ít có in logo đầy lên trên đó lắm, và nó ẩn ở đâu đó một cái nhỏ thôi. Thì đó là cái sự tinh tế của nó. Thì mình chơi hàng hiệu nó cũng như chơi game vậy, từ từ cái level nó sẽ lên, mình sẽ nhận thức được là mình sẽ phải xài như thế nào để nó không kệch cỡm, và đồng thời thì cái giá trị, cái tiền mình bỏ ra nó cũng sẽ cao hơn. Thật sự là cái hàng hiệu nó làm cho người ta khi mà nghiện thì cái bản chất người ta nó cũng thay đổi xấu đi nếu mà người ta không biết điểm dừng. Cũng là chị em và đứa em hay đứa chị mà nó có được cái môi trường tốt hơn, hay có cơ hội tốt hơn, có nhiều đồ hàng hiệu hơn, thì cái người kia sẽ phải cứ như vậy đua đòi theo. Và nó có những cái hệ lụy, hàng hiệu cũng đưa ra những cái hệ lụy rất là nhiều. Ăn xài phung phí nè, rồi vì đồ hiệu làm tầm bậy nên kia cũng nhiều lắm chứ không phải không đâu. Thế còn thêm một chi tiết nữa là ở đâu có hàng hiệu thì ở đâu có hàng giả, đúng không? Và trên mạng ấy thì không biết bao nhiêu lần là có cái cô, có những cô người mẫu rồi những cái cô hoa hậu rồi chửi nhau là xài hàng họ, hoặc là bị người ta vạch mặt là xài hàng giả, cãi nhau cãi lại. Hoàng thì Hoàng không biết, là những cái Hoàng thấy cô cãi nhau như thế thì Hoàng thấy, nhưng mà gọi là Hoàng phân xử lại đúng hay sai thì Hoàng không biết. Thì trường hợp đó Hoài thấy thế nào?
Em thấy thị trường hàng giả nó cũng sôi động như thị trường hàng hiệu vậy đó. Rất là sôi động luôn. Và những người thì người ta thích nhưng mà người ta không có khả năng thì người ta mua những cái đồ giả đó người ta xài. Nhưng mà nếu mà một người mà mình văn minh hơn một tí á, thì mình sẽ nghĩ là nó có hai khía cạnh. Thứ nhất là nó rất là tốn tiền một cách rất là vô lý. Là tại vì cái hàng giả đó khi mà bạn mua 10 cái á, thì bạn cũng mua được một cái đồ thiệt. Nhưng mà 10 cái đó của bạn mua xong rồi bạn không có bán lại được. Nhưng mà trong cái đồ thiệt mình mua một cái mình có xài nó cũ cỡ nào thì mình vẫn có thể mình bán lại được cho người ta. Và thứ hai đó là cái chất xám và cái sự tự tin của mình. Khi mà mình xài một cái đồ thiệt mình cầm ra thì mình rất tự tin. Mà mình cầm một cái đồ giả mình không thể nào mình tự tin như cái đồ thật được. Đó. Cho nên làm gì làm thì thôi, nếu mà mình không chưa đủ mua thì mình nên để dành, và để dành đủ thì mình nên mua cái thật mình xài, chứ đừng có nên mua cái giả. Nhưng nó cũng có trường hợp thế này Hoài. Nó có trường hợp là Hoàng có biết có những cái cô rất là xịn và mua đồ thật toàn nhiều lắm, nhưng mà tự nhiên có một hôm vớ một cái giả. Nói rồi sao vậy? Mà, thứ nhất ấy, là cái giả này á, nó làm một cái mẫu mã rất là lạ, đồ thật không làm. Thứ hai á, em xài đồ thật quá rồi, vì em có sách hàng giả cũng không ai dám tin em xài hàng giả, nên em chơi luôn một cái. Cái đấy có. Vậy sao không xài hiệu khác, nó mẫu mã nó không có giống? Không, bởi vì thế này này, bọn giả nó có hai loại. Là một cái loại giả y chang, nhưng mà có loại nữa là bịa ra một cái mà gắn cái map đó. Thì đôi khi cái bịa của nó cũng hay đó, chứ không phải giỡn đâu. Phải nói công bằng mà nói là em có một lần thì có một chị bạn chỉ đưa cho em xem là được người ta tặng chỉ một cái túi Chanel. Cái logo to như vậy nằm ở trên của cái túi. Cái là chỉ đưa em xem coi thiệt hay giả. To là chắc không phải rồi. Em nhìn thì thật sự ra thì em cũng là một tín đồ của Chanel. Và em thấy là mỗi một mùa ra sao chả có bao giờ thấy cái mùa này. Nhưng mà mình thì không có dám nói người ta là đồ giả, đồ thật. Mà mình chỉ có nhìn và mình chỉ có nói là em chưa có thấy cái này bao giờ. Em không biết nữa, nhưng mà em không có thấy nó. Thì tùy chỉ nghĩ thôi, nhưng mà thật sự ra nhìn vô cái đồ đó thì nó không, hoàn toàn không có. Nó giả ngay cả cái hộp á, nó cũng khác nữa. Tại mình xài đồ nhiều rồi, cái chất liệu giấy của cái hộp nó cũng khác với chất liệu thiệt nữa. Nếu mà bạn đã từng xài rồi á, thì thậm chí xài kinh nghiệm tới nỗi mà người ta vác đi ngang qua mình nhìn cái là mình biết giả hay thật rồi. Có lần Hoàng có sang nước ngoài và Hoàng định mua một cái áo sơ mi. Hoàng thấy rất là đẹp, nhưng mà chỉ có một cái size mà đâu là thật nhé, nhưng nó chỉ có một nhược điểm thôi. Nó in chữ Chisagio rất là nhiều như cái áo ấy. Thì người thân của Hoàng bảo không mua được cái này đâu, bởi vì cái này á, đồ giả nó mới hay in chữ nhiều như thế này. Bây giờ anh mua đồ thật mà nó in thế này, người ta nghĩ anh đồ giả đấy. Mà mình cũng thấy cũng lố bịch thật, nó in cái chữ nó nhỏ thôi, nó in dày đặc trên cái sơ mi đó, thì mình thấy cũng hơi kỳ, tức là không mua. Nghĩa là cái bọn giả nó có một cái nhược điểm mà nó khó trốn, đó là nó hay để cái logo cho người ta thấy, đúng không? Nhưng mà cái đó em nghĩ nếu mà giả mà nó không có cái mẫu giống á, có nghĩa là nó gọi là phân biệt cái hàng loại thấp cấp rồi. Còn cái loại mà gọi là cao cấp thì nó phải giống y chang luôn. Nhưng mà thông thường thì ví dụ như em mua cho bạn trai em tặng một cái chiếc áo hiệu đi, thì ngay anh ta cũng vậy, anh ta cảm thấy là anh ta không cần đồ hiệu. Hoàn toàn không cần đồ hiệu. Và em mua cái gì mà có cái logo đồ hiệu là không có vác lên người. Thì sau đó em thích một cái chiếc áo sơ mi trắng rất là đẹp. Nhưng mà cái chữ D&G á, nó đầy áo hết. Nhưng mà anh ta chấp nhận được là tại vì cái chữ D&G đó nó ẩn. Nó ẩn ở dưới cái lớp vải, có nghĩa là vải trắng thì cái chữ trắng mà nó ẩn bên trong luôn. Thì chấp nhận được là khi mình mặc vest để mà nó hở ra ngay đây thì nó rất là tinh tế. Còn cái gì mà logo là hầu như những người mà nước ngoài á, họ không thích đâu. Đúng rồi. Họ thấy nó lố bịch lắm. Hoài là một con người mà không phải ngồi để chửi đồ hiệu, mà Hoài là con người là xài rồi, mê rồi, đúng không? Và vẫn còn đang mê. Khuyên can các bạn mới chơi và đang trên đường mê đồ hiệu, những lời gọi là sao, những lời tâm huyết như thế nào? Ngày hôm nay Hoài lên đây cũng không phải là mình khoe của đâu. Nhưng mà khi mà nói về đồ hiệu thì ít ra mình cũng phải thể hiện được cái sự là mình biết ăn mặc đồ hiệu. Và mình những cái đồ hiệu mình là cái gì. Thì Hoài chỉ nói rằng là những cái gì mà thế giới đang đi lên á, ví dụ như là đồ hiệu, thì cả thế giới đều cảm thấy là chấp nhận nó, thì mình cũng không có gì gọi là xấu mà mình không chấp nhận cả. Nhưng mà nó tùy theo mỗi một cái thu nhập của từng người. Nếu như mình có thu nhập khá hơn thì giống như Thu Hoài đi, thì Thu Hoài có thể dùng
10% hay 5% trên cái thu nhập của mình để mình xài cho cái đồ hiệu. À, ví dụ 3 tháng thì Hoài có thể dành dụm mua cho mình được một cái túi. Mình xài bất cứ một cái gì, không riêng gì đồ hiệu, mình cũng phải có kế hoạch cả. Như vậy thì cái vấn đề tài chính mình nó mới ổn thỏa được. Và cái giá trị của một món đồ nó không nói lên cái giá trị của một con người. Và những cái đồ hiệu thì Hoài có những cái công việc của Hoài đi đến những cái nơi mà những cái giới mà trung lưu, thượng lưu thì cần những cái đồ đó, thì Hoài cũng phải nên tinh tế một tí xíu. Còn đối với mình thì mình cũng nên gọi là liệu cơm gắp mắm đó quý vị. Có nghĩa là mình hãy xài sao cho nó vừa phải thôi. Cái đồ hiệu thì nó ngốn khá nhiều cái chi phí của mình. Thay vì cái tiền đó thì các bạn có thể ở một năm dành dụm được để mà có thể mua được một cái chung cư nhỏ luôn đó, chứ không giỡn đâu. Cảm ơn Hoài rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.